Đó. Rồi chúng ta lại ăn tiếp tục thôi. Ngon ha. Vừa cho đang nấu con đói bụng thêm mâm mâm nghe bỏ hết đó cho đi ăn. Rồi ăn nhau rồi ăn chơi xíu ăn đó ăn buồn ngủ nha rồi ẩm không à thì ra cái vừa nấu rồi vừa quá giỏi đó. Đi làm về mà vừa nấu cho mâm đồ ăn này thật ha, quá hạnh phúc. Cảm ơn. Cảm ơn. Giờ bữa sau á mình phải chơi một cái mâm bự vậy nè. Mà hai đứa phải tuyệt đối. Xong rồi mình chơi cha lên hai đứa hết một mâm này. À, làm hai mâm. Hai mâm ăn xong hết rồi cái thì cha lên coi hai đứa một mâm này thôi, một mâm giống vậy thôi. Nào. Một mâm như vậy là ăn mà sặc máu rồi đó, sáng mặt rồi đó. Chả cá bỏ cuốn vô ngon ha. Lần đầu tiên làm anh nhỉ. Đúng không? Ngon nó chả cá nó juicy. Tại vì cơm ăn nó mềm lắm. Ngon hơn thịt. Ngon hơn thịt. Đúng không? Đúng rồi. Ngon hơn thịt. Ngon thịt. Thịt ba loại miếng này ngon hơn á. Ngon mỡ. Và làm cái sốt này ngon quá. Cái món tôm này mà chị ăn với bún không rồi chị ăn vô làm một tô ăn cũng đã. Ngon không? Có hành phi nữa. Bỏ vào nữa nhưng mà nhà mình không có. Bữa nào và lên YouTube và học cái làm bún ép thẻ cắt cục giống Việt Nam này. Nay mà ép cái bún này không thành công này nó không dính đâu. Không dính chắc mình rửa rồi chắc. Đúng rồi, mình rửa rồi chắc mình không phải rửa đúng không. Nó còn cái chất gạo ấy nó mới dính. Đúng rồi, cái này mình rửa đúng không dính rồi chắc phải rửa rồi. Ngon dính. Ngon quá. Ngon quá. Không ăn gì hết. Cái dành. Dành bộ về ăn dòng này. Cảm ơn. Dầu thơm quá. Dầu tốt anh hả? Dầu thơm nhà chồng á, tốt quá. Dầu thơm nhà mình nó làm nó cũng thơm. Không, mà con này original đừng có gì vào miệng nữa coi nó làm lại nữa coi. Bào ngư chấm mắm tôm. Bào ngư chấm mắm tôm. Thử hàng như bà ngồi con tập nguyên con coi. Bà ngồi người ta nó không có mùi gì hết. Nó chỉ có giòn hay mềm mấy này kia thôi. Đúng rồi. Nó mùi. Con bà ngư là nó thuộc hàng con dẫn con nằm dưới biển mà có nhiều trời tính chứ. Đúng không? Đúng rồi. Nó thật không à? Nhiều thịt hơn con mussel. Đúng rồi.